Chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với nhiều cơ quan liên quan tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023 tại Hà Nội. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày cuối tuần với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt. Điểm nhấn trong Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay là triển lãm ảnh Nơi tôi đến. Triển lãm trưng bày gần 70 bức ảnh phản ánh những nhóm thanh niên, người lao động lên thành phố lập nghiệp mưu sinh, vượt qua khó khăn để chăm lo con cái học hành và xây dựng hạnh phúc gia đình. Những khoảnh khắc chân thực về giá trị gia đình. Qua những cái bức hình ấy thì tại vì nhà em cũng có cái chị gái mà. Thì ngày xưa khi mà em còn đi học thì chị em cũng đã phải làm rất là nhiều nghề để có thể cho em được ăn học. Có nghĩa là thay bố mẹ, vì bố mẹ phải đi làm xa để có thể chăm sóc em trai của mình, thì em thấy là cái hình ảnh của người phụ nữ, chị gái hay là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam tần tảo sớm hôm, đó là một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Giúp cho các gia đình luôn thực hiện cái tiêu chí về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiêu chí về ứng xử trong gia đình, có cái đó để gắn sự gắn kết các gia đình trong cái thời kỳ mà 4.0. Trong khuôn khổ ngày hội còn có chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, cách thức vượt qua những khó khăn, thử thách về mọi mặt để vun đắp hạnh phúc gia đình. Ngày hội Gia đình Việt Nam là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa, hướng tới những giá trị bền vững, lâu dài. Nên có định kỳ 2 hoặc 3 năm một lần, thì các cơ quan chuyên môn của Bộ cũng nên tổ chức một ngày hội gia đình toàn quốc để không chỉ Cà Mau mà tất cả các tỉnh ở trên địa bàn cả nước đều tham gia được ngày hội gia đình, đưa những cái gia đình tiêu biểu xuất sắc ở trong công tác gia đình ở địa phương về dự cùng ngày hội. Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay còn có khu trưng bày giới thiệu, xúc tiến quảng bá sản phẩm ẩm thực làng nghề. Ngày hội diễn ra đến hết ngày 25 tháng 6 tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội.